Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm một cái luống để dâm cây hoa dược dược. Khi cắt dâm thì cái thời gian ra rễ nó khoảng từ 10 ngày cho đến 13 ngày trở đi thì nó mới có rễ. Cái khâu chuẩn bị làm một cái luống để chúng ta lấy cái chỗ để chúng ta dâm thì nó gồm những cái bước sau. Đầu tiên các bạn là chuẩn bị cho mình một cái luống nó cao ráo như thế này, như mình đang quay cho các bạn xem đây. Làm sao nó phải thoát nước tốt. Đặc biệt là cái luống này chúng ta phải san phẳng cái mặt này. Cái mặt này mình vừa san đấy rồi các bạn nhé. Đấy, mình phải san cho phẳng. Tiếp đến các bạn này, chuẩn bị cho mình những cái mảnh gỗ như này để chúng ta bê hai cái thành chúng ta đổ đất vào chúng ta dâm. Đây, sau mình sẽ bê như thế này. Đấy, mình sẽ bê như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đi bê cho các bạn xem. Các bạn chuẩn bị cho mình một số cái cọc sắt như thế này. Đấy, những cái cọc sắt như này mục đích để chúng ta đóng, để chúng ta ghim cái thành bê này cho nó khỏi đổ. Tùy các bạn dâm ít hay dâm nhiều mà chúng ta làm cái thành bê này nó ngắn hay nó dài. Thì đối với cái gỗ này chúng ta có thể thay bằng những cái viên gạch. Đây, những viên gạch mình cũng đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Thì chúng ta có thể dùng những viên gạch chúng ta dựng lên như này để chúng ta làm cái thành bê đất. Bê cái đất để mình đổ vào đây. Khi mình dâm cây thì nó sẽ không bị trôi ra ngoài sau những cái lần mình tưới. Bây giờ thì mình sẽ làm mẫu để cho các bạn xem. Thì đối với cái luống này của mình thì mình làm cái chiều dài nó khoảng độ 2 mét các bạn, hơn 2 mét một chút. Thì mình cần ba cái cọc sắt. Ba cọc sắt thì mình cắm hai đầu hai cái. Cắm hai đầu hai cái cọc và giữa này mình cắm một cái. Là ba cái để nó ghim giữ cái thành bê này cho nó khỏi bị đổ ra ngoài khi chúng ta đổ đất vào. Bên này cũng vậy, mình dùng một cái tấm ván để mình bê cái thành bên này lại. Và cũng dùng ba cái cọc để mình đóng để mình giữ cho cái ván bê này nó không bị đổ ra ngoài. Đấy, các bạn bê như này cho mình. Thì đối với lại cái diện tích cái luống chúng ta dâm thì các bạn làm cho mình khoảng 1 mét. 1 mét thì khi các bạn ngồi hai bên là các bạn dâm ra là nó rất dễ. Nếu chúng ta mà làm cái luống dâm này mà nó rộng quá thì khi chúng ta ngồi ở hai bên rãnh này chúng ta dâm, chúng ta phải với rất là vất vả. Thì sau khi làm xong như thế này thì các bạn dùng đất các bạn trải một lượt xung quanh cái chân của cái thành bê như này để xem chỗ nào nó còn hỏng thì chúng ta cho cái đất này nó vào, nó kín và cho nó kín cái đáy của cái thành bê lại. Trích là làm cho nó phẳng cái phần còn lại mà nó thiếu hụt ở cái mép luống. Chúng ta san như này cho nó phẳng cái mép luống này lại. Những chỗ khuyết như này thì chúng ta bù đất vào cho nó phẳng. Đối với cái đầu luống khi chúng ta làm thì chúng ta cũng cần phải có một cái thành nó bê để chúng ta đổ đất vào. Nếu các bạn có cái tấm ván thì các bạn bê càng tốt, như mình thì không có hai cái tấm ván ở đầu luống nên là mình dùng gạch. Mình sẽ dùng gạch mình bê nghiêng như này các bạn. Sẽ bê nghiêng như thế này. Để khi chúng ta đổ đất vào đây thì cái lượng đất nó sẽ dày bằng nhau, nó không bị mỏng ở phía đầu luống. Như thế này mục đích để giữ đất cho nó khỏi trôi ra bên ngoài. Thôi ra là cái đầu này đất nó rất là mỏng. Đất mỏng thì chúng ta dâm thì nó giữ ẩm khó hơn. Và khi chúng ta tưới nước để làm cho cái cây hoa dược dược nó ra rễ thì cái đất ở ngoài này nó không có cái đầu bê này, nó sẽ trôi ra ngoài. Đấy, mình sẽ bê như thế này.
bây giờ mình đã be xong một cái đầu rồi. Đấy, cái đầu phía sau thì cũng be như này các bạn nhé. Phía sau này thì mình vẫn để hở vì khi mình dâm đến đây, mà cái diện tích mình dâm nó chưa đủ thì mình lại tiếp tục mình san, mình lối tiếp, nên là mình chưa be cái đầu này. Chứ không đầu này thì mình cũng be cho một hàng gạch đây để chắn cho cái đất nó khỏi trôi đi. Nhưng mà chưa biết cái lượng cây mình dâm đến đâu, thì trước mắt là mình mới làm một cái khuôn nó khoảng độ 2 mét như này thôi. Để mình dâm vào đây. Nếu mà cái diện tích này nó đủ thì mình sẽ be gạch ở đầu kia. Còn nếu nó thiếu thì tiếp tục mình lại san đi, mình lại lối tiếp cái luống này cho nó dài ra. Đấy. Đây là một cái khuôn để dâm cây nó vào đây các bạn ạ. Hôm nay thì mình chưa dâm, mình mới làm một cái khuôn này. Mấy hôm nữa thì mình mới dâm các bạn. Thì khi nào dâm đến đâu thì mình lại có video mình chia sẻ cho các bạn xem đến đó. Thì đối với khuôn này thì nó cần phải đổ đất vào đây nữa các bạn. Đổ đất sàng hoặc là đổ cát. Tiết lúc này nó cũng đang mưa lắng thất thường. Mình cũng chưa dâm. Còn những video sau mình làm như nào thì mình lại chia sẻ tiếp cho các bạn xem. Các bạn chờ đón xem những cái video tiếp theo. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chung thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.